Xin chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao ong có thể biết chỗ để có thể lấy được mật nhé. Khi nói đến ong thì có lẽ tưởng tượng đầu tiên trong đầu bạn là những cú đốt đau thấu da thịt của loài này và hậu quả để lại là như này đây. Bạn không cần phải đi thẩm mỹ để có được đôi môi quyến rũ này đâu nhé. Nhiều bạn biết rằng là khi ong mật đốt xong thì chúng sẽ chết còn các loài ong khác như ong bắp cày, ong vàng thì không. Nguyên nhân do đâu? Thì mình tóm gọn là như này nhé đấy là do cấu tạo nọc của ong mật dính liền vào ruột và nó có nhiều ngạnh như ngạnh ở lưỡi câu sau khi ong mật đốt người mũi kim móc câu sẽ mắc vào da người không rút ra được khi dùng sức rứt ra để bay đi thì sẽ làm cho cả cơ quan nội tạng bị lôi ra vì thế mà ong bị chết còn các loài ong khác thì không đốt xong chỉ phải mông mà bay đi thôi quay trở lại nội dung của video đại đa số ong nuôi nhân tạo đều sống trong hòm gỗ còn ong rừng lại sống trong hốc tường hốc cây tuy cơ thể nhỏ nhưng lại có thể bay được đến những nơi xa hơn mấy km đi thu thập chất ngọt của các loài hoa để gây mật vậy thì làm sao chúng biết nơi nào có mật hoa được ong là một loại côn trùng có cuộc sống tập thể trong đàn ong có một con ong chúa và rất nhiều ong thợ cùng với số ít ong đực trong đàn ong ong thợ được coi là chăm chỉ nhất nó đảm nhận những công việc như lấy mật trinh sát canh phòng dọn sạch bọng ong mật và nuôi ong con mùa xuân hoa nở thời tiết ấm áp một số con ong làm công tác trinh sát bay ra ngoài bọng để tìm nguồn mật Ong là một loài khá đặc biệt, đó là chúng cảm nhận và phân biệt mùi mạnh hơn 1.000 lần so với con người. Chúng ngửi được mùi hương của hoa ở khoảng cách hơn 1 km nên nhiệm vụ kiếm mật đối với chúng cũng không quá khó khăn. Khi ong trinh sát tìm được nguồn mật ở bên ngoài, nó liền hút một chút mật hoa và phấn hoa, đồng thời bay trở về rất nhanh. Sau khi bay về đàn, nó liền nhảy múa không ngừng. Bạn đừng cho rằng đây chỉ là một kiểu biểu hiện vui mừng, kỳ thực việc ong nhảy múa là để biểu thị xa gần và phương hướng của nguồn mật. Nói chung ong múa có hai kiểu là múa hình tròn và múa hình số 8. Nếu như nguồn mật tìm được cách tổ ong không xa lắm thì ong sẽ biểu diễn kiểu múa hình tròn. Nếu như nguồn mật cách khá xa thì ong biểu diễn múa hình số 8. Khi nhảy múa nếu như đầu hướng lên trên thì nguồn mật chính là hướng về phía mặt trời, nếu đầu hướng về phía dưới thì nguồn chính là quay lưng về phía mặt trời. Ong ở trong tổ nhận được tin tốt lành do ong trinh sát đem đến, có con liền bay rất nhanh ra khỏi tổ, bay theo hướng mà nó đã được chỉ dẫn sau khi những con ong này bay ra ngoài ăn no mật hoa quay trở về cũng nhảy múa giống như những người bạn của chúng để động viên tất cả đi lấy mật. Như vậy, một truyền mười, người truyền trăm, càng lúc càng nhiều ong bay về hướng nguồn mật để đi lấy mật. Qua đây các bạn đã hiểu cách kiếm mật thú vị của loài ong rồi đó. Nội dung của video xin được dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, thấy hay thì cho mình xin một subscribe để ủng hộ tinh thần làm các video tiếp theo nha.